Món quà của cha là bộ phim truyền hình sẽ lên sóng trong thời gian tới, sau khi bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao chính thức kết thúc. Phim xoay quanh một người cha làm nghề đóng quan tài, một mình chăm lo cho ba người con khôn lớn, hứa hẹn mang tới cho khán giả những câu chuyện cảm động. Mới đây, ekip làm phim đã có mặt tại buổi họp báo công bố dự án. Tại đây, các diễn viên đã có cơ hội chia sẻ về hành trình làm phim cũng như những điều mà mình tâm đắc nhất xoay quanh vai diễn lần này. Món quà của cha là bộ phim mới của đạo diễn Vũ Minh Trí sau thành công từ Đừng làm mẹ cáu. Phim đặt người cha, ông Nhân vào trung tâm các mối quan hệ, vừa là trụ cột, vừa là điểm tựa, là nơi chở che và giải quyết các khúc mắc của ba người con. Không đào to búa lớn, phim xoay quanh những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khơi nguồn cho những vấn đề lớn sau này. Đó là một người cha thô mộc, vì không để ý nên không thấy được mình đã vô tình làm tổn thương các con. Trong khi đó, những người con vì muốn khẳng định mình nên vô tình làm tổn thương những người xung quanh. Sau những biến cố, va đập, mỗi người con lại nhận ra cha chính là bến đỗ bình yên, nơi mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những phút giây lắng đọng với nhiều tình tiết gợi nhắc đến cuộc sống thường nhật. Là một trong số những nam chính của phim, Tuấn Tú trở thành tâm điểm của sự chú ý khi một lần nữa lại đảm nhận kiểu vai diễn người chồng, người con rể yếu thế. Nói về vai diễn tưởng chừng cũ này, Tuấn Tú khẳng định đây là một nhân vật hoàn toàn khác so với những vai diễn ở rể trước đây của anh. Về nam chính nghệ sĩ ưu tú Hoài Nam, anh có những chia sẻ về quan điểm làm nghề khiến ai nấy đều phục, rằng ở độ tuổi này, anh không có tham vọng đổi đời hay nổi tiếng gì cả, chỉ mong có một vai hay, đóng làm sao cho tròn chỉnh để đốt cháy chính mình trong nhân vật. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, món quà của cha sẽ nối sóng Cuộc đời vẫn đẹp sao trên khung giờ vàng đài VTV3 từ thứ hai đến thứ bốn hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 7. Mời các bạn đón xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.